Hôm nọ thì đang phân tích dở cái việc là đánh sóc đĩa ở trên Lào Cai mà gặp ông bạn Bị Vương ấy, lần đầu tiên gặp bạn Bị Vương ấy thì đang phân tích cái việc là tại sao mà cái ông Bị Vương đấy đánh đẹp như thế mà vẫn bị mình phát hiện. Thì thực chất thì nói thẳng là mình không phát hiện được ra điều gì cả. Trong cuộc chơi đấy ông ấy đánh bát như này, ông ấy hao vào rất là đẹp. Và đến khi mà mình là người vào giả vờ cầm cái bát lắc lắc cái này ấy, thì thực chất anh em biết rồi, đã là cái bát hình ấy thì mình lắc cái này nó chả giải quyết vấn đề gì cả. Cái mình lắc nó chỉ mang tính chất gọi là mình nghi ngờ, thấy chưa, mình nghi ngờ người ta, xong mình giả vờ lắc ra để tạo cái tín hiệu cho người chơi biết mình là mình không phải là dạng vừa đâu, mình cũng để ý đấy, thấy chưa. Cho nên là nếu như mà có ăn được thì cũng phải 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 gọi là của đồng chia ba, của nhà chia đôi, chứ đừng có mà ăn một mình. Ý của mình lắc cái bát nó là như vậy, chứ thực chất là mình không biết được là ông ấy tuồn bát vào từ lúc nào và ông đánh bằng cái đường gì cả. Nói thẳng là mình chưa biết là ông đánh vào đường gì, mình chỉ lắc cái này là để thể hiện là tao cũng là thợ đấy, mày đánh cẩn thận vào. Thực chất nó là như vậy thôi, chứ mình không phải kể đây để thể hiện là ông ấy đánh đẹp như vậy mà mình phát hiện được mình giỏi lắm, mình tài lắm, không phải. Bởi vì nó như này này, cái mà mình không nghi ngờ nhất là vì cái ngày ông ấy đánh cái bát này là đến những người là đại lý như mình, ngày ngày xưa mình bán đồ cờ bạc bịp mà, thì đến những người như mình thì cái bát này mình mới nhập được về cách đây khoảng cách cái ngày đấy khoảng tầm 1 tuần và mình chưa bán một cái nào ạ. Bởi lý do một cái lý do thứ nhất là mình cũng chưa muốn bán, và cái lý do thứ hai là cái giá thành lúc đấy nhập vào nó cao quá. Khi đấy nhập về là mình nhập về nó bán cho mình một cái 18 triệu một cái bát như này. Tức là cái bát ngày cái cách đây là 27, 28 không nhớ lắm. Cái bát mà tàng hình như này. Cái bát mà soi đèn flash này. Không thấy gì này. Đấy. Soi đèn flash này là trong vắt này. Thì là cái ngày mà ông cái ngày mình lên trên Lào Cai đánh ấy, là cái bát này nó về mới về tay mình khoảng 1 tuần. Mà mình ngày đấy thuộc dạng là những người đi đầu, những người cập nhật những cái sản phẩm sóc đĩa đầu tiên là có sẵn, mà mình mới về là tầm 1 tuần mà ông bạn này ông có rồi, ông ấy đưa tuồn cái bát này vào. Thì với cái việc mà cập nhật sớm như vậy thì mình cũng không ngờ là một người thợ bình thường người ta đã sắm được cái bát như vậy rồi, thì mình cũng không không ngờ, mình không nghĩ là người ta sẽ lấy được bát. Với lại là anh em biết, nếu như ngày xưa khi cái thời mới ra ấy, cái bát là bát tàng hình soi đèn flash không thấy, nhưng mà nó vẫn có hai cái lỗ kim này. Mới về thì mới ra nó chưa sạc bằng bệ mà nó sẽ sạc bằng hai lỗ kim này, mặc dù là tàng hình nhưng nó vẫn sạc bằng lỗ kim, sạc hai lỗ kim này. Nhưng mà cái bát ông này ông là thợ cho nên là ông ấy rất là cẩn thận, hai cái lỗ kim này ông ấy bôi phấn rôm hay là bôi cái đéo gì ấy. Mà mình cũng là để ý mở bao nhiêu lần để ý vào cái đôi chuôi này không thấy này. Thế mãi sau là đến hôm sau thì mình mới biết là ông bạn này là dùng bằng cái bát tàng hình. Bởi vì là nói thẳng là cái ngày đấy là bát mới về, những người như mình là mới cũng chưa đưa đi đánh, cũng chỉ là một vài anh em đi thôi, bán thì chưa bán ra rồi, mà ông này ông đã có rồi thì không thể ngờ được là cái việc ông đưa bát. Tuy nhiên ấy, ông ấy vẫn bị mình nghi ngờ, ông bạn ấy vẫn bị mình nghi ngờ là bởi vì cái lý do duy nhất là ông ấy tham quá, ông ấy tham quá. Cho nên là kinh nghiệm rút ra ở đây ấy, xác định các ông là đi chơi cờ bạc, nó là bát hình hay là đĩa hình hay là bất kỳ một cái gì đi chăng nữa, mà đồ nó chuẩn bằng mấy đi chăng nữa thì các ông ăn phải biết nhả. Ông bạn này thì cũng có kinh nghiệm, ông bạn này cái mà đánh bạc mà đánh vào tiền ra tiền, mình thấy anh ông cũng là rất là chuyên nghiệp, đánh kiểu nó rất là kín. Với những người gọi là tay mơ hoặc là những cái ông mà gà gà mà vào đấy thì cũng không thể nghi ngờ gì cả. Nhưng có điều là mình là người gọi là nói giỏi không phải, nhưng mà cũng trải nhiều, đánh nhiều, nên là cái việc mà ông ấy thua tầm 2 triệu 3 triệu xong ông bù đầu hút tài, đến khi mà ông ấy đánh được 5 triệu 10 triệu ông ấy găm ông đút túi ấy, thì mình biết là ông này là không không đơn giản rồi, cho nên là mình nghi ngờ ngay. Thế còn nếu như các bạn đánh không để ý nhá, vào cuộc chơi ông thợ ấy, thì người ta sẽ đánh kiểu như này này, ông ấy thua tầm 2 triệu 3 triệu thì ông ấy vò đầu bứt tai ông kêu la chưa, để tỏ thái độ với những người xung quanh, người xung quanh người ta nhìn vào người ta biết, thằng này đang thua đấy, thấy chưa. Còn lúc nào mà ông được ấy thì ông ấy mỉm mỉm và ông găm tiền.
cái thằng khôn ấy, cờ bạc gạo ấy, cờ bạc chuyên nghiệp ấy, nó đánh được tầm 10 triệu, 20 triệu hay là 100 triệu đi chăng nữa, nó không bao giờ nó để một đống tiền ở ở giữa lòng này đâu. Nếu như là cờ bạc gạo, nó ăn được, nó rút vào túi. Mặc dù tiền của nó thì chẳng thằng nào cướp của nó, chẳng thằng nào xin của nó đâu, nhưng ngược lại nó không muốn để tiền ở giữa lòng. Nếu ông nào chơi cờ bạc lâu năm mà anh em biết rồi, rút vào túi để tránh tai mắt của người khác nhìn vào. Khi mà mình người khác nhìn vào thấy mình được tiền thì vậy là người ta sẽ đặt ra một dấu hỏi, tại sao thằng này được tiền, thằng này có bị bận gì không, thấy chưa? Thế cho nên là giai đoạn nó khó hơn. Hay kể cả đi đánh xanh chín cũng vậy thôi. Các bạn đi đánh xanh chín rồi các bạn để tiền ra nhiều thì bị làng nó soi thì nó dìm cho bằng chết, nhá. Hoặc là nó quay cũng đau hết đầu rồi. Chưa nói chuyện là cái việc mà các bạn đi bịp. Thì các bạn đánh xanh chín nó đã khổ rồi. Nếu như các bạn có nhiều tiền để giữ lòng mình, thằng đéo đâu chả như cái thằng nhiều tiền mà ăn, đúng không? Chẳng thằng nào nó đi soi cái thằng ít tiền, chỉ soi thằng nhiều tiền thôi. Đấy là cái mà cần mà học hỏi sau cái cuộc đấy. Thì qua câu chuyện mình kể, cái việc mà mình kết hợp với cái ông bạn mà ông anh mà gọi là làm xe đấy, thì tiện đây thì mình cũng tiện không tiện nhắc tên anh đấy và cũng không nói về cái hãng xe anh ấy làm, nhưng mà mình đã khẳng định ông ấy không phải là ngu. Nếu như mà ngu thì người ta sẽ không làm ăn được việc lớn như vậy. Có điều là cờ bạc sóc đĩa thì người ta không có kinh nghiệm thì người ta không ấy thôi. Chứ nhiều ông bảo là mệt nhất là đi kết hợp với ông người ngu. Thực chất ông ấy không phải là ngu. Ông ấy là thuộc dạng đầu óc có sỏi đấy. Có điều là ông không có kinh nghiệm trong cờ bạc, cho nên là ông ấy không kết hợp được với mình thôi. Mà lỗi một phần là cũng do mình. Do mình không bàn bạc cẩn thận từ trước. Mình chủ quan, đúng không? Cho nên là bài học rút ra ở đây là gì? Các cái câu chuyện của mình kể ở trên đây ấy, thì hầu hết là mình sẽ rút ra cho anh em những cái kinh nghiệm cũng như là cái bài học mà sau này khi mà đi chơi thì anh em va vấp phải, có thể là không phải va vấp những cái mình đã vấp rồi nữa, thì nhiều khi mà anh em sẽ dễ gỡ hơn. Kinh nghiệm ở đây là không phải là mình không kết hợp với những người ngu, phải kết hợp với những người ngu thì mới có sân chơi ngon, đúng chưa? Và thằng nào khôn rồi thì làm gì có sân chơi ngon cho các bạn chơi. Thế nhưng mà khi mà kết hợp với anh vậy, mình phải chuẩn bị thật cẩn thận, bàn bạc với nhau thật kỹ lưỡng để nó giảm thiểu tối đa cái nước sót. Hôm đấy mà mình mà dặn ông đấy là bây giờ em vào em chưa đánh đâu, anh cứ bình tĩnh, anh cứ để ý tay em từ đầu đến cuối đi. Đây mình chỉ bảo với ông ấy là anh lúc này em đưa này là chẵn, đưa này lẻ này. Mình không bảo anh phải chỉ để ý từ đầu đến cuối. Ông để ý mới bắt đầu không thấy đâu, ông nào đi thằng này không làm rồi, vứt đi rồi, hiểu chưa? Mình phải dặn ông đấy từ đầu. Mình phải dặn anh hãy để ý em cẩn thận, đừng có mà lơ là đi là em ra đòn em, anh không biết đâu chẳng hạn. Mình phải nói cẩn thận như vậy thì ông ấy để ý ngay. Nhưng mà đấy, lỗi cũng là lỗi do mình. Cho nên là cái kinh nghiệm rút ra đây là phải chuẩn bị thật cẩn thận, bàn bạc thật kỹ lưỡng thì mới ấy được. Cái rút ra ở đây nữa là nhiều khi vào cuộc chơi ấy, để mà không bị lộ ấy, thì mình ăn ít thôi, đừng có tham quá như cái ông kia. Mình thực chất là đồ đạc nó là ok rồi. Cái tầm mà bắt tàng hình những cái năm đấy thì là đéo thằng nào biết rồi. Nó là ok rồi nhưng vẫn bị lộ là bởi vì nó tham quá. Thì kinh nghiệm rút ra đây, kể cả đến bây giờ cũng vậy, đi đánh bạc đừng có nào tham cả. Kể cả đi đánh bạc xanh chín, đánh bạc xanh chín ông tham thì có chết thôi, hiểu chưa? Còn bịt cũng vậy thôi, bịt cũng không được tham, ăn ít, đi về. Coi như là mình, nó ghét mình là vì cái tội mình ăn non, chứ không phải ghét mình vì cái tội mình bịt bợ. Mà bịt bợ thì không được rồi. Ăn non thì có thể nó ghét mình nhưng nó chấp nhận được. Nhưng mà còn nó biết mình bịt bợ thì không xong rồi. Cho nên mình cứ ăn là một ít, đi về. Thì nó cứ nghĩ mình là cái thằng ăn non thôi, chứ không nghĩ mình là thằng bịt. Đấy. Đấy là cái. Và từ đây mình cũng chia sẻ với anh em luôn là có những cái mà những cái lý do vì sao mà anh em đi đánh bạc mà hay bị lộ. Thì cái lý do đầu tiên mà mình vừa phân tích đấy là do ăn tham quá. Cái lý do thứ hai có thể là các bạn lựa chọn như loại đồ nó không phù hợp. Ví dụ như cái sân chơi mà sân của nhà người ta, bát đĩa của nhà người ta chuẩn bị ra ở trong trạm rồi, các bạn bảo là hôm nay tao đưa bát vào tao chơi thì làm sao được, đúng không? Bảo là đưa bát vào bọn nó không biết, nhưng mà ngược lại là nó đã đánh bát của nhà nó rồi, bạn không thể là tao phải đánh cái bát của tao được. Ví dụ như nó đưa bát đĩa vào rồi thì mình phải làm sao mà tìm cách tuần quân thì mình đưa
mình đưa bao thuốc mình đang hút mình vứt vào đó đấy. Thì cho nên là cái thứ hai mà các bạn cần lưu ý là phải chọn cái loại đồ nào nó phù hợp đấy, chọn loại đồ nào nó thích hợp với những sân chơi của mình. Thì đấy là những cái mà tôi phân tích sau cái việc mà cái cuộc chơi ở Lào Cai. Thì để anh em mà đang hay xem livestream của tôi, tức là ngồi kể chuyện thì nó mang tính nhất là tào lao thôi, nhưng mà ngược lại là kể và phân tích đúc rút lại cho anh em, thì có thể nhiều anh em ngẫm lại được là anh em đã trải qua như này rồi, thì có thể là lần sau mà tránh sự vấp đấy nhá. Thì đấy là cái mỗi clip tôi kể tôi sẽ phân tích cho anh em hiểu như vậy nhá.